Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Lin và câu lạc bộ Len. Đây là trận đấu thuộc vòng 27 giải vô địch quốc gia Pháp và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 3 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì câu lạc bộ Lin sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Len với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của câu lạc bộ Lin và câu lạc bộ Len thì mỗi đội có 1 chiến thắng, còn lại 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của câu lạc bộ Lin thì Lin thắng 2 và hòa 3, còn 5 trận thi đấu gần nhất của Len thì Len thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Len được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Len bị đánh giá cửa dưới và còn phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Len cũng không thua kém gì Lin là mấy đâu. Thứ hai nữa thì nếu như hai đội tiếp tục hòa nhau thì chúng ta chọn Len được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần đến làm khách trên sân của Lin trước đây thì đa phần Len đều có điểm mang về, và ở lượt trận này Len sẽ có được lực lượng hầu như là đầy đủ nhất để đến làm khách trước Lin một lần nữa, thì biết đâu trận này Len sẽ là đội chơi hay hơn và có lần tiếp theo đá bại được Lin thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Len được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi, và ở những vòng đấu gần đây cả Lin và Len đang có hiệu suất ghi bàn nó cũng chưa mấy thật sự gọi là ổn định cho lắm. Dự đoán cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu có ít bàn thắng. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,5 hoặc là 2,75 nha. Dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều hoặc là 2-0 nghiêng về cho Len. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì đội chủ nhà, thì Len họ cũng sẽ không để thua Lin ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Len mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Len được chấp nha. Và canh tại hiệp 1 còn dưới 1 thì vào nhẹ. Tóm lại trang này chốt kèo là chọn Len và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Len, đá tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.